Hello, xin chào tất cả mọi người ạ. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Và mình vừa mới có một cái cuộc hành trình. Và trước màn hình ống kính đây thì là một ca phun môi đang được trực tiếp thực hiện bởi chuyên gia Dương Hương. Đó, và như chúng ta quan sát nhá. Môi của chị gái rất là trong, mịn này. Và đặc biệt là không hề có cái dấu hiệu sưng nề gì cả. Chị Dương Hương ơi, với những tình trạng môi như thế nào thì sẽ bị sưng hả chị? Cái yếu tố mà kỹ thuật có quyết định nhiều không ạ? Hay là do tình trạng môi ạ? Yếu tố kỹ thuật có quyết định nhiều trong phun môi. Vâng ạ. Với những cái da môi quá mỏng. Vâng. Thì sẽ dẫn đến nề một chút xíu. Vâng. Chứ còn sẽ không sưng. Vâng ạ. Và theo như em được biết thì là hiện tại thì các chuyên gia tại TK thì đang thực hiện cái phương pháp vi chạm châu Âu, là sẽ chỉ đi nhẹ kim trên cái lớp thượng bì của môi thôi. Đó cũng là một trong những cái ưu điểm để môi của các chị em trong khi sau khi phun nó không bị sưng nề, đúng không chị? Đúng rồi. Và rất nhiều những cái chị em quan tâm đến dịch vụ phun môi, tuy nhiên thì lại sợ đau. Thì chị có chia sẻ gì đó để có thể chia sẻ với các chị em để các chị em bớt sợ không ạ? Chỉ khuyến khích làm, khi đến làm thì nếu mà có đau ấy, trong quá trình làm ấy thì có đau ấy, thì cứ bảo chị sẽ trợ thêm tê cho khách hàng. Vâng, có nghĩa là trong quá trình, trước khi làm là mình đã được ủ tê trong vòng 30 phút rồi. Và trong quá trình là mình cũng được trợ tê dặn lỏng, đúng không ạ? Đúng rồi. Đó là các chị em, những chị em mà sợ đau thì các chị em đừng lo nhé. Đang nhìn cơ mặt của chị gái là môi rất là bình thường thôi. Và hầu như vào mỗi cái môi, thực ra tính cả thời gian ủ tê thì chỉ mất 1 tiếng thôi. Chỉ cần sau 60 phút là chúng ta đã có một cái đôi môi thấy rất là tự nhiên và đẹp rồi. Và chúng ta không cần phải đánh quá nhiều son nữa. Hầu như là các chị em ai trong túi sách cũng có 1 đến 2 thỏi son. Đó, và kể cả là những cái son môi những cái son môi đắt tiền, thì trong những cái son môi đắt tiền đấy thì cũng có thể là có chì không hả chị? Có chứ em. Vâng. Có những loại son môi đắt tiền vẫn có chì. Có chì thì nó mới bám được lên môi. Nó mới lì đúng không ạ? Đúng rồi. Nhất là những cái dòng son mét đấy đúng không chị? Đúng rồi. Vâng. Không phải là son đắt tiền mà có chì nữa nha các chị em nhé. Ngay cả những cái son đắt tiền hay là son như thế nào chăng nữa, kiểu gì chăng nữa thì vẫn có chứa chì, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của các chị em. Nên là để giảm thiểu tối đa cái lượng chì có thể mình bị tiếp xúc ấy, thì mình nên phun môi để lúc nào đôi môi của mình cũng được tươi tắn này. Thứ hai là không phải lúc nào cũng phải đánh son, nhưng mà chẳng may mà có quên mang son thì các chị em cũng không phải là quá sợ hãi, vì đôi môi của mình lúc đấy đã rất là tươi tắn rồi. Nhất là những lúc đi bơi ấy, thì không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể giữ được cái màu son ở trên môi. Phun môi trong mùa đông này thì nó có bị khô môi không hả chị? Không, nó sẽ giảm bớt cái khô môi đi em ạ. Tại vì là có rất nhiều chị em đặt câu hỏi là phun môi xong là sợ bị khô ấy chị. Mình đánh son nhiều quá thì nó dẫn đến khô môi. Vâng. Nhưng ạ, khi mình đánh mình làm môi lên ấy, mình chỉ cần đánh son dưỡng thôi, môi lúc nào cũng đẹp. Vâng. Không bao giờ chóc ra môi em ạ. Vâng, vậy trong quá trình phun môi thì có cái phương pháp gì mà để môi có thể giữ tươi tắn và căng mọng như thế trong mùa đông hanh khô này không hả chị? Các chị em thấy là khi phun môi xong ấy, thì chị em về dưỡng thật nhiều dưỡng cả và uống đủ nước, nhất là nước hoa quả rất là tốt cho môi của mình, nên là cũng giữ môi không bao giờ bị khô nứt này, môi lúc nào có căng móng hết em ạ. Vâng ạ. Và theo như em được biết thì trong quá trình làm phun môi tại DK ấy, các chuyên gia cũng có cái bước là thêm tế bào collagen để môi tươi tắn, đúng không chị? Đúng rồi. Các chị em yên tâm nhé, phun môi tại DK có rất nhiều lợi ích, và đặc biệt là sau khi phun môi xong thì chúng ta không cần phải ăn kiêng gì cả, vì các chuyên gia chỉ đi nhẹ kim trên cái lớp thượng bì của môi thôi. Đó, nên trong quá trình sau khi phun môi xong này, không phải ăn kiêng thịt bò, không phải ăn kiêng rau muống và xôi nếp, vì là các chuyên gia đi theo cái phương pháp đó nên là không để lại sẹo nhé mọi người nhé. Nên là mọi người hãy hoàn toàn yên tâm. Và hiện giờ thì dịch vụ phun môi tại DK đang có giá niêm yết là 4 triệu và hiện đang có chương trình giảm 10% cho tất cả các dịch vụ. Ngoài ra thì nếu như mà các chị em sử dụng combo 2 dịch vụ trở lên này, hoặc là đi theo nhóm, thì mình có thể
giảm thêm từ 5-10% nữa đấy ạ. Và ngoài ra thì nếu như mà các chị em được khách hàng cũ của DK giới thiệu thì mình cũng được giảm thêm 5% và đồng thời bạn của mình cũng được tích thêm 5% cho những lần sử dụng dịch vụ tiếp theo nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay và cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Dương Hương ạ. Và hẹn gặp lại mọi người trong livestream tiếp theo nhé. Xin chào mọi người.